Ông lão 102 tuổi này đang thề sẽ phá kỷ lục trường thọ của một người già Trung Quốc 118 tuổi. Thế là ông đưa đứa con trai 75 tuổi của mình vào viện dưỡng lão. Bởi vì cả ngày con ông cứ tức giận và buồn bã, muốn sống lâu thì phải tránh xa những người như vậy. Hai cha con đã sống với nhau gần một thế kỷ, nhưng cuộc sống của họ hoàn toàn khác nhau. Người bố thì trong đội đá bóng, thi thoảng cũng có những chuyến du lịch, dường như ông luôn có những trải nghiệm vô tận. Nhưng con trai 75 tuổi của ông là Babula, mỗi ngày đều sống rất cẩn thận. Phòng khám bên cạnh là ngôi nhà thứ hai của ông ấy. Hôm nay bố ông đã đi du lịch vòng quanh Ấn Độ, cõng một ông già Trung Quốc. Ông là Vương Trọng Bắc, đã sống 118 tuổi 3 tháng và 28 ngày, là người sống lâu nhất trong lịch sử. Người bố muốn phá kỷ lục của ông ấy, sống đến 119 tuổi. Nhưng bây giờ có một vấn đề, ông xem cuộc phỏng vấn của Vương Trọng Bắc trên mạng, ông ấy ra vẻ là không có chuyện gì cả, đúng là khiến người ta tức chết, có hại cho sức khỏe hơn cả thuốc lá. Muốn sống lâu thì phải tránh xa những người như vậy, nên ông muốn con trai chuyển đến viện dưỡng lão, thậm chí còn chọn một nơi tốt cho ông ấy. Data cha nhà chưa từng thấy một người bố nào nhẫn tâm như vậy. Ông ấy ồn ào, tức giận và nũng nịu như một đứa trẻ. Người bố an ủi ông ấy, ông ấy sẽ đón data cha nhà khi ông đã phá kỷ lục 16 năm sau ư? Vậy thì trách cái người Trung Quốc đó ấy. Nếu ông ấy chết sớm hơn vài năm thì mày có thể về sớm. Giờ thì đừng tranh cãi nữa và dọn đồ đi. Người bố mềm lòng và bảo con trai có thể ở lại, nhưng phải sửa đổi cái sự buồn chán chết tiệt kia, trông như đống thịt biết đi ấy. Bố đã lập kế hoạch cải tạo cho ông ấy. Bố muốn Babula có hy vọng vào cuộc sống. Đôi mắt người con chẳng hiểu chuyện gì. Bước đầu tiên trong kế hoạch cải tạo là để Babula viết thư cho người vợ đã mất. Nếu không viết thì đi viện dưỡng lão. Babula đành đồng ý và suy nghĩ về nó. Sau một tuần mất ngủ, cuối cùng ông ấy cũng đưa câu trả lời. Bố cầm lấy bức thư và đọc ngay tại chỗ. Nhưng đọc xong thì thấy vốn dĩ không phải như này. Babula nói rằng là ông ấy đã lấy cảm hứng từ những bức thư tình của học sinh. Người bố tiếp tục đọc, nhưng khi đọc thì cứ thấy sai sai. Em có biết không, bố bị sao ấy? Ông muốn đưa anh vào viện dưỡng lão. Chan Ji Ka không, bố đừng đọc tiếp. Lúc đó con hơi mất kiểm soát. Đã đọc thì phải đọc hết chứ. Mày nói về Chan Ji Ka. Người bố định đem đứa con ruột vào viện dưỡng lão, nhất định là một người khốn nạn. Babula tội lỗi và giải thích rằng lúc đó ông có chút kích động. Nhưng bố ông không giận mà lại cười. Đã lâu rồi con trai ông chưa từng kích động như vậy. Thế là người bố cho con trai điểm tuyệt đối. Con trai đành phải chấp nhận. Đầu tiên người bố bảo con trai phải vu cáo bác sĩ của con trai là một tên trộm. Babula rất tức giận. Điều này rõ ràng là vô lý. Bố nói với ông ấy, mục đích của việc này là cắt đứt mối quan hệ của ông con với bác sĩ. Vì người con suốt ngày không có bệnh mà cứ chạy đến đây, cả người lúc nào cũng có mùi phòng khám. Người con hứa sau này sẽ không đến phòng khám nữa. Mấy ngày sau người con ngoan ngoan ở nhà. Người bố bắt đầu kế hoạch cải tạo thứ ba. Ông đưa cho con một cái kéo và một con vịt và bảo con trai cắt ba con vịt trên cái thảm. Babula giận dữ túm lấy cái thảm, vì chiếc thảm này đã đồng hành cùng ông hơn 60 năm. The Hizu bên cạnh cũng không hiểu người bố làm việc này nhằm mục đích gì. Người bố nói rằng dấu hiệu đầu tiên của tuổi già là tìm niềm an ủi trong những điều cũ kỹ. Người con có một chấp niệm với cái thảm này và không chịu đón nhận những cái mới. Chỉ cần chiếc thảm không còn thì một cuộc sống mới sẽ dần xuất hiện. Con có thể bỏ qua điều này đúng chứ? Vậy con bỏ qua cái này, nhiệm vụ này có đáng để bỏ qua không? Nhưng với con đó là thứ lớn lao. Sau đó là đến bước thứ 4. Dưới sự dẫn dắt của The Hizu, cả hai đến một công viên. Chiếc máy bay trước mặt khiến Babula đứng hình. Ông nhớ về tuổi thơ, hồi đó bố thường dẫn ông ấy tới đây. Còn kiên nhẫn kể cho ông nghe về câu chuyện nhà anh em Saga. Thời gian qua đi, khi hồi tưởng lại vẫn còn đong đầy cảm xúc. Sau đó The Hizu dẫn ông ấy đến nhà thờ. Đúng thời gian 12 giờ thì chuông nhà thờ kêu lên. Babula bỏ kính ra và mắt ông ấy đỏ hoe. Ông chậm rãi bước vào nhà thờ và nhớ đến người con trai của mình hồi nhỏ. Babula và vợ thường đưa cậu bé đến nhà thờ. Nghe thấy tiếng chuông là cậu bé chạy trong nhà thờ một cách vui vẻ. Khi con trai ông lớn lên, Babula đã dùng tiền tiết kiệm cả đời để đưa con đi du học. Nhưng người con không trở lại. 30 năm rồi, Babula luôn mong ngày con trai trở lại. Nhưng Amo thậm chí còn không thèm gửi ảnh của đứa trẻ. Cứ nửa năm thì mới gọi một cuộc điện thoại. Người bố đưa Babula đến đây với hy vọng ông ấy sẽ hiểu. Nếu con trai đã là kẻ như vậy thì hãy quên nó đi. Chỉ cần nhớ hồi còn nhỏ của nó thôi. Babula dường như cũng hiểu ý của bố mình. Hành trình tiếp theo không cần đợi The Hizu hướng dẫn. Babula đến một tiệm bánh, sau đó gói cẩn thận một miếng bánh. Đợi đến khi trời tối thì ngồi xe ngựa đi ngắm cảnh. Sau đó cắt bánh trên đường đi, rồi chia cho những đứa trẻ qua đường. Đây chính là Babula, là cách ông kỷ niệm ngày cưới với vợ mình hàng năm. Bây giờ người vợ đã mất, dù khi chia bánh ông ấy rất buồn, nhưng hạnh phúc vẫn đang chờ khi ông và bố về nhà. Thấy Babula cắt ba con vịt ra từ cái thảm yêu quý, người bố cười lớn. Chẳng bao lâu nữa là đến sinh nhật của Babula. Bố đưa cho ông một chậu clivia và bảo ông chăm sóc nó cho đến khi nó nở hoa. Lần này Babula không phàn nàn gì việc này. Bàn tay ông lấm lem bùn đất nhưng vẫn rất vui vẻ. Nhân lúc ông ấy vào nhà để rửa tay thì người cha mang đến một chậu hoa clivia và bảo The Hizu gửi nó cho Babula. Nở hoa rồi. Cái gì cơ The Hizu? Thật là một điều kỳ diệu. Để tôi đeo kính cái đã. Ôi trời, để xuống đây nào. Có thấy quá trình nở hoa không The Hizu? Giống như tre Trung Quốc. Lúc này người bố nhận được một bó hoa Amo đã gửi từ nước Mỹ xa xôi.
người bố bí mật giấu nó đi. Amo gọi lại vào ban đêm. Người bố lại bí mật cúp máy, rồi rút cả dây điện thoại. Ngày hôm sau người bố rất nghiêm nghị, tặng Babula một bó hoa và bảo đó là Amo gửi tới. Lúc nào vậy ạ? Hôm qua. Sao giờ bố mới nói? Ngày sinh nhật chỉ được nghe tin vui thôi. Babula vội vàng gọi điện thoại và gọi cho con trai Amo. Là bố đây. Bố ơi, chúc mừng sinh nhật bố. Cảm ơn. Babula bối rối không nói lên lời. Sau khi cúp máy, Babula mãi không thể bình tĩnh lại, bởi vì Amo nói rằng sẽ về vào tháng sau. Người bố cũng đưa ra kế hoạch cải tạo cuối cùng. Khi con tồi tệ, khi đứa con trai vô ơn bước vào ngôi nhà này, cứ đuổi nó ra ngoài. Cút ra ngoài. Suy nghĩ chút đi, bó hoa này không phải dành cho con mà là vì gia sản. Nó là đứa nhanh nhạy, nhớ ra mấy ông già này có thể ngỏm bất cứ lúc nào, vậy nên mới gửi một bó hoa sau nhiều năm như vậy. Babula, con biết cách trồng hoa. Đừng vướng vào bó hoa này. Điều kiện cuối cùng của ta, đuổi nó ra ngoài. Nó là con trai con. Con trai không thể là một điều kiện tạm biệt. Babula và bố rất cứng rắn, thậm chí còn cảnh báo cha mình, đừng chia rẽ mối quan hệ giữa hai cha con ông. Thế giới này làm gì có người cha nào nhẫn tâm bỏ rơi con mình. Ông không làm và cũng không thể. Ta sẽ không để con trai con đánh bại con trai ta. Nửa đêm Babula mở căn phòng bám đầy bụi suốt 20 năm. Đây là phòng của Amo. Mọi thứ đều được bảo quản tốt, ngoại trừ lá thư của Amo từ Mỹ đã bị cha giấu đi. Data cha nhà đóng thành quyển sách có tên Con mong cha có thể hiểu. Bởi vì mọi bức thư Amo đều kết thúc bằng câu này. Người bố đọc hết những bức thư. Bức thư đầu tiên được viết 6 tháng sau khi Amo đến Hoa Kỳ. Người con trai bất hiếu này sau khi ra nước ngoài 6 tháng thì gửi thư cho bố. Con trai nói rằng anh ta biết bố mình tiết kiệm được nhiều tiền nghỉ hưu, nhưng giờ anh ta đang cần gấp. Một khi công việc của anh ta ổn định lại, anh ta sẽ trả lại tiền ngay. Anh ta mong Babula hiểu. Bức thứ hai được gửi sau khi anh ta kết hôn. Anh ta đã kết hôn nhưng vì phải chuyển đến Chicago nên không có thời gian để nói với Babula. Anh ta hy vọng Babula hiểu. Mỗi lần Babula nói muốn đến thăm con trai bằng tiền của ông thì Amo đều từ chối với lý do bận rộn công việc. Và anh ta mong bố mình hiểu. Data cha nhà càng đọc càng tức. Ông đóng quyển sách rồi bật máy hát. Nhưng Babula nghe được thì tức giận và bảo bố tắt đi, vì bài hát này là bài hát yêu thích của vợ Babula. Sau khi Amo đến Mỹ, Babula và vợ đã nghe bài hát này suốt đêm, cho đến một ngày người vợ nhấc kim của máy hát rồi để ở đây. Một lần, hai lần, rồi ba lần, Babula hỏi bà ấy đang làm gì, nhưng người vợ ngỡ ngàng và run rẩy không ngừng. Cuối cùng bác sĩ chẩn đoán người vợ mắc bệnh Alzheimer đang tiến triển rất nhanh, một căn bệnh có thể khiến người ta quên đi mọi thứ. Bác sĩ bảo vẫn còn một tháng, 10 ngày sau bà ấy sẽ quên hết tất cả. 28 ngày sau, tất cả những gì bà ấy có thể nhớ là một khuôn mặt. Đó là bức ảnh thời thơ ấu của Amo. Miệng vẫn không ngừng nói tên Amo. Trong 28 ngày này, Data cha nhà và Babula gọi rất nhiều cuộc cho Amo, nhưng anh ta chỉ nói một câu là đây là công việc mới. Anh ta không thể bỏ công việc và rời đi. Từng chữ từng câu như vết dao cứa vào tim Babula. Nhưng người bố không dừng lại. Ông ấy gọi cho cháu trai. Xin chào, tôi là Amo. Tôi không thể trả lời ngay, vui lòng để lại tin nhắn. Amo, ta là Data Chay. Nghe Babula nói cháu sẽ trở lại vào tháng 7. Nghe này nhóc, chúng ta có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào. Giá như cháu có thể về sớm vài tuần, chúng ta hãy nói về gia sản. Xin chào, có phải ông nội không? Ngay khi nói về gia sản, Amo vội vàng trả lời điện thoại. Amo nói anh ta sẽ về vào tuần tới. Người ông mỉm cười, thông báo chết 28 ngày vô hiệu. Thông báo về gia sản có 2 phút mà hiệu lực ngay lập tức. Nói xong, người cha xót xa nhìn con trai. Ta hy vọng con hiểu Babula. Babula lao ra khỏi nhà trong cơn mưa mà chẳng nói gì. Ông ấy đã suy nghĩ cả đêm. Thực tế ông hiểu sự bất hiếu của con trai mình, nhưng ông chỉ muốn gặp cháu của mình mà thôi. Được nhìn thấy chúng là niềm hạnh phúc lớn nhất của ông. Ông cầu xin cha mình đừng ngăn cản ông thỏa hiệp, nhưng ông không nhận thua. Hôm sau, Babula bảo được Hizu chuẩn bị nhiều thuốc kháng virus, còn đi siêu thị mua đồ. Amo đưa cháu trai trở về từ Mỹ không thích ứng được. Họ mua nhiều thực phẩm và nước nhập khẩu, còn đổi cả ga giường mới, dọn dẹp và thay mới mọi thứ. Nhưng lúc đi qua phòng của bố, ông lại nhìn thấy bố mình. Data cha nhà đang lập kế hoạch để đuổi Amo đi. Ông tức giận cãi nhau với bố, thậm chí còn nói ông muốn một phần ngôi nhà của mình cho Amo. Nếu bố ngăn cản, hãy đưa ông ấy ra tòa. Người bố đau lòng rồi lấy giấy tờ từ nóc tủ lạnh. Thì ra hôm đuổi con trai vào viện dưỡng lão, ông đã kiểm tra ra một khối u trong não của mình, nên ông không thể đợi đến ngày ra tòa. Ông sống ở tuổi 102 như một câu chuyện cổ tích và chưa từng hối tiếc vì bất kỳ cơ hội nào. Nhưng điều duy nhất là không thể bỏ rơi đứa con trai của mình, nên ông ấy muốn trước khi chết có thể khiến Babula trông thật tự tin và sống tốt. Con yêu con trai của con. Ông ấy chưa kịp nói xong thì người bố đã đi rồi. Ông ấy sẽ đến thăm Ấn Độ một lần nữa. Babula đón Amo tại sân bay vào buổi tối. Nhiều năm không gặp mặt nên có chút xa lạ. Amo nói rằng vợ con anh ấy đang bận, lần tới họ sẽ đến. Con hy vọng là bố hiểu. Anh ta mỉm cười. Lúc này ông ấy đã buông bỏ rồi. Babula lấy một album ảnh từ trong túi ra, rồi bảo con trai xem một số hình ảnh cũ. Con thấy không, ta đang dạy toán cho con. Ta dạy toán nên con mới biết tính toán. Bố à, chúng ta về nhà rồi xem đi, đợi chút.
Ta nói rồi, xem ngay bây giờ. Bố đang làm gì vậy? Mọi người đều cười chúng ta kìa. Nhìn đi đâu, người cha xin xỏ tình thương đến đón mày đấy. Tao đã thành trò cười của mọi người trong 21 năm. Giờ cuối cùng tao cũng có cơ hội làm mày xấu hổ một lần. Và tao cũng mong con hiểu. Tấm này là mẹ của con. Bà ấy đang đợi mày đấy. Ngay cả cho cốt của bà ấy cũng đang chờ mày trở về. Chờ một năm rồi, nhưng không thấy mặt mày đâu. Giờ mày xuất hiện chỉ vì gia sản. Ông nội nói mày chẳng xứng với thứ gì hết. Nhưng ta nghĩ, một đứa khốn nạn như mày cũng nên nhận được phần đó. Đây chính là cái bình chứa của mày đó. Bên trong có 42 rupee. Đây là phần gia sản của mày. Đó là toàn bộ gia sản mày đáng được nhận. Ta đưa cho cái này là chuyện gia sản kết thúc tại đây. Cầm nó và cút đi. Ta bảo mày cút đi. Đi mau, thằng khốn nạn. Đi mau. Người cha ở bên ngoài nhìn thấy thì rất đắc ý. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bộ phim tiếp theo.